Rồi mình sẽ demo cái bậc thằng upload lại ha. Như vậy trong này chúng ta sẽ có là upload nè. Thì trong cái đoạn code, trong đoạn code mà demo trên slide là thực ra là đã làm được hết rồi đó. Nhưng mà có một cái á, là các bạn nhìn trong cái slide này mình phải hiểu là cái đoạn code đó nằm ở đâu, làm gì. Chứ nhìn vô mình sẽ không hình dung được để mà mình biết là mình gắn ở đâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta bên này thì chúng ta copy không được đúng không? Copy không được. Mình mượn cái lab. Mình mượn cái lab mình copy cho nó nhanh. À, như vậy thì ở bên này chúng ta sẽ có một phần liên quan đến cái đoạn cái form upload ha. Mình có view upload form và một cái là result. Vậy thì result mình sẽ chọn cái form upload, thì các bạn sẽ chú ý là mình có cái entity multipath. Thầy sẽ tạo đây cho các bạn một cái dự án mới luôn, và thầy để là 24SB lab 3 luôn đi ha, lab 3 new. Trong này chúng ta sẽ có, các bạn hay sai cái phần serverless quá. Mình new một cái folder view. Mình new một cái folder tiếp. Mình new một cái file. File này chúng ta đang để là form. Form. Trong cái form thì các bạn để cho thầy cái form này. Control Shift F. Chỗ này các bạn sẽ sửa lại chấm xịt. Method bot delete. Và nhớ cái entity multipath. Hình ảnh, photo, tài liệu xuống dòng. HR boot. Rồi như vậy chỗ này mình chạy thử, nó không cho, sao nó không cho, rồi ok. Bên này chúng ta sẽ new một cái class. Và phía bên trên package các bạn sẽ để giúp cho thầy com.poly.serverless. Dưới này mình để là upload serverless. Chỗ này các bạn sẽ có hai cái notation. Mình sẽ extend cái HTTP serverless, và ở đây mình có một cái notation trước tiên là web serverless. Các bạn đặt đường dẫn là xịt upload, và một cái notation nữa là multipath config. Multipath config này mình để trống cũng được, do get. Trong do get các bạn sẽ gọi đến cái file bên kia, request chấm get request picture. Chúng ta sẽ là view save. Ủa hồi nãy mình viết cái kia ở đâu ta, viết cái form này ở đâu vậy? Viết cái form này ở đâu mà dễ thương quá nhỉ. Slide 2C4 hay quá.
form. Ủa? Là sao? New ZSB lớp 3 new view sao giờ nó mới vô. Ok, như vậy bên này mình sẽ gọi đến form.zsp.forward chấm phẩy, rồi chạy thử. Đừng có vội vàng gì hết, cứ làm đến đâu chạy đến đó. Rồi lên. Như vậy thì mình đã có được cái form. Bây giờ mình sẽ xử lý cái phần do post. Mình lấy dữ liệu về. Trong cái phần upload thì chúng ta sẽ liên quan đến việc là chúng ta lấy đường dẫn. Vậy cái phần này là lấy đường dẫn cái server mình đang chạy trên cái serverless. Và mình thử hỏi thử là cái thư mục mà file đó đã có chưa. Nếu chưa thì tạo giùm cho một cái. Rồi, file ở trong này thì chúng ta sẽ quan tâm là tạo cho mình một cái thư mục ở trên cái server hiện tại mình đang chạy với cái đường dẫn là thư mục mới là file. Chỗ này mình copy vô cho nên mình phải import thư viện. Nếu trong trường hợp mà không có thư mục này thì tạo giùm cho một cái. Xong. Mình sẽ sử dụng cái thư viện ở đây phạt của thằng serverless. Thì trong này mình sẽ lấy dữ liệu từ cái form. Và sau đó thì chúng ta lấy cái tên để đưa vô cái đường dẫn. Và chúng ta dùng cái path này để chúng ta write lên. Tương tự như vậy đối với tài liệu. Tài liệu thì chúng ta cũng write cái tài liệu lên. Và sau đó thì chúng ta sẽ set cái này để chúng ta đẩy lên cái view. Chúng ta set cái này chúng ta đẩy lên view. Và cái view của các bạn nó sẽ nằm ở đâu? Nó nằm ở đây. Là cái kết quả. Ủa sao lại nó chọn slide 2? Nó bị nhảy phải không? Như là cái chuột của mình nó bị nhảy á. Cái mình lít chuột lên cái nó nhảy mà thầy không chú ý đó. Đó, đúng rồi. Đó, nó nhảy đó. Rồi, ở trên này thì chúng ta sẽ trình diễn nó ra. Trình diễn nó ra đây. Trình diễn nó ra. Hình gì? Chỗ này chúng ta sẽ chấm xiệt nha. Chúng ta lấy đường dẫn tương đối. Chấm xiệt. Thì đối với dự án của mình đặt tên gì nó cũng đúng hết á.
Còn nếu bạn để poly đôi khi là làm lap 2, slide 2, lap 3, lap 4 cứ tự nhiên nó trật lắp. Tương tự như vậy, chỗ này chúng ta cũng chấm một cái tài liệu doc. Rồi serverless chạy thử nào. Chọn tệp hình, chọn tài liệu, tài liệu thôi, chọn đại cái hình luôn đi ha. À, ở bên kia là text ha, tại vì thầy không có cái text nào ở đây cả. New rồi, ok, upload. Mình gọi chưa? Hình như mình chưa gọi cái, mình chưa gọi cái file lấy gì nó lên. Mình sẽ phải request chấm get requested feature và mình chọn view xịt chấm gsb chấm forward. Chưa gọi lấy gì nó lên đúng không? Chọn. Chọn. Upload. Hình quá. Rồi, xong. Tải về. Tại vì cái file text của mình có gì đâu, cho nên nó không hiển thị. Được chưa? Dễ không? Quá dễ. Copy paste vô là xong bài lab. Nhưng quan trọng là hôm sau là chạy được, xong là hỏi ha, dữ liệu nó về đâu, chỗ đó chứa cái gì. Hoặc là mình làm một cái form mới theo cái yêu cầu của ngay hôm đó. Còn cái bài này là mình dợt thôi. Được không?